Nguồn tin sau đây cho hay một thứ trưởng Bộ Giáo dục nghi là bị giết hại vì được bố trí làm bộ trưởng. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 10 năm 2019, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng, ông Lê Hải An, 48 tuổi, là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng sản Việt Nam, được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà của Bộ Giáo dục xuống dưới đất. Ngay sáng cùng ngày, thì Bộ Giáo dục đã ra thông cáo cho biết rằng ông An gặp tai nạn cho nên bị tử vong. Theo báo VN Express, thì tòa nhà của ông An rơi xuống có 8 tầng và trên tầng cao nhất là có khu cafeteria và lan can cao vào khoảng 1 mét. Theo lịch làm việc thì buổi sáng xảy ra sự việc, ông An cũng sẽ cùng ông Phùng Xuân Nhạ là Bộ trưởng Giáo dục Cộng sản làm việc với Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại trụ sở của Bộ. Cái chết của ông An đã khiến cho dư luận dấy lên nghi ngờ rằng ông này đã bị sát hại. Facebook Phạm Minh Vũ cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 17 tháng 10, người em của Facebooker này đang uống trà ở đường Tạ Quang Bửu cạnh trụ sở Bộ Giáo dục thì nghe có tiếng súng nổ trong cơ quan này. Tuy nhiên thì em của Facebooker này đã nghĩ rằng có thể là tiếng va chạm gì đó và khi về đọc báo thì hay tin là ông An bị tử vong. Theo Facebook Hoàng Linh thì ông Lê Hải An được đồn đoán sẽ thay cho ông Phùng Xuân Nhạ trong nhiệm kỳ sắp tới. Ngoài chức vụ Thứ trưởng thì ông An còn kiêm chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời còn là học sinh, ông An đã từng được giải toán quốc tế và ông là một tiến sĩ thật, nhận được nhiều lời khen về học thuật tâm huyết. Trước khi bị tử vong thì ông An đã từng ký quyết định kỷ luật công chức đối với 13 viên chức thuộc Bộ Giáo dục vì để xảy ra gian lận thi cử. Tuy nhiên thì gần đây, Bộ Giáo dục đã có quyết định hủy bỏ quyết định kỷ luật của ông An. Vì vậy, cộng đồng mạng Facebook Việt Nam đã nghi ngờ rằng ông An bị sát hại chết chứ không phải là tai nạn rơi từ tầng lầu 8 xuống đất.